À, Mai này, hả? Cường thấy là trong bếp hôm nay có Hào rất là nhiều. Hào mà sống mà ăn với Bồ Tát thì còn gì bằng hả Mai? Trời ơi, đang ngồi nói chuyện chuyên mục gia đình nên bây giờ tâm hồn đã để đến chuyên mục nấu gì hôm nay rồi. Ê, anh Cường, ẩu, không phải món đó, giới thiệu bậy khán giả cười chết. Bởi vì chị em phụ nữ đâu phải ai cũng ăn được món Hào sống đâu. Chính vì vậy mà Hiếu đang thọ giáo cô Cẩm Vân để làm món ăn nào đó cũng liên quan tới Hào, nhưng mà dễ làm, dễ ăn mà ngon miệng nữa. Xin chào cô. Chào Hiếu. Tuần trước thì cô với Hiếu đã làm món bông cải giữ dáng mà đẹp da. Dạ. Tuần này thì mình làm một món ăn để cho các cô tặng các ông. Tức là cái này là món ăn của quý ông. Thì đó là món Hào chiên trứng. Để thực hiện được món ăn này thì lại là một món đơn giản đấy. Hiếu chỉ cần chuẩn bị cho cô 200 gram thịt Hào, 3 quả trứng gà, 1 ít tỏi băm, hành tây bằm nhuyễn, 1 ít rượu trắng. Gia vị sẽ gồm có nước mắm ngon, dầu ăn, hạt tiêu, và để tăng thêm hương vị, mình cho 1 ít hạt nêm từ nấm và rong biển. Hào khi mình ăn sống thì mình chỉ việc vắt chanh hoặc là mình ăn với mù tạt. Yeah. Nhưng với con Hào mà cô chiên trứng thì cô lại phải làm rất là kỹ. Tức là cô sẽ phải lấy bớt cái ruột của nó ra để cho nó không có bị nồng. Yeah. Thứ hai nữa là cô sẽ rửa với lại một ít nước cốt chanh thì cái Hào này nó không có bị nhớt. Rồi bây giờ cô nhờ Hiếu này. Yeah. Hiếu làm ơn Hiếu đập giùm cô 3 quả trứng vào đây. Yeah. Còn cô thì phải băm cái này nhỏ nhỏ ra một tí. Nếu mà Hiếu muốn để nguyên con Hào cũng được, nhưng mà nhiều khi mình ăn thì nó không có quện vào trong trứng. Bây giờ cô sẽ bật bếp lên nữa này. Để cho chảo nó nóng đã. Thì trong khi đó thì cô sẽ nêm vào đây một tí xíu nước mắm ngon nhá. Xong rồi để tránh mùi tanh của hải sản đó. Thì mình sẽ cho một ít rượu trắng nha. Bây giờ cô cũng cho vào đây một tí rượu trắng vào đây, không cần cho vào Hào đâu. Rồi Hiếu đánh dùm cô, cho một tí tiêu. Rồi. Để làm những món ăn thì lúc nào bước vào cái việc sơ chế cho những món ăn này thì chúng ta cũng luôn luôn phải tự là giữ sạch đôi tay của mình, đúng không con? Rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn để mình có thể tự tin chế biến món ăn cho người thân, bạn bè, của gia đình của mình các bạn nhé. Sẽ cho vào đây một ít dầu ăn nhé. Xong thì giảm nhỏ lửa lại. Hiếu sẽ lấy một ít hành tây. À, hành tây băm nhuyễn. Đúng, một ít tỏi xào cho có mùi thơm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây một ít Hào. Thì khi mà mình cho Hào vào thì mình sẽ tắt bếp. Tại vì nếu mà mình vẫn tiếp tục để bếp thì chảo của mình đang nóng. Yeah. Hào nó sẽ chín quá. Cho vào đây một ít hạt nêm từ nấm và rong biển. Bây giờ mình tập trung con Hào vào đây nha. Rồi bây giờ để vào đây. Chúng ta lại bật bếp trở lại nhá. Này, bây giờ mình để bếp thế này. Lửa để nhỏ. Lửa trung bình thôi. Yeah. Rồi mình sẽ cho trứng vào đây. Yeah. Đấy, bây giờ Hiếu nhìn thấy chính giữa nó hơi sôi tim này. Yeah. Cô Vân để lửa lên từ từ. Xong bây giờ cô sẽ rắc lên đây một ít tiêu này. Đấy, mình cứ từ từ mình xoay cái chảo để cho nó chín từ từ đó. Yeah. Đấy, cô lấy bớt cái phần này ra. Yeah. Nếu mà ai thích ăn trứng mà chín tay tái đó. Yeah. Giống như mình ăn trứng ốp la đó, thì Hiếu có thể lấy luôn cái phần này ra. Mình không cần chiên chín hai mặt. Nhé. Bây giờ cô Vân tắt bếp nhé. Thì chúng ta lấy khuôn ra. Cần cái anh dao này anh trợ lực cho mình. À, tại nó dính vào khuôn. Đúng rồi, nó dính vào khuôn. Thành phẩm rồi đúng không con? Ừ, nó là vậy thành phẩm đấy. Vậy là Hiếu lấy dĩa ra qua. Đợi, quả tim. Nếu mà mình dùng chảo không dính á, thì nó sẽ tiện hơn. Cô. Để Hiếu làm. Dạ rồi. Cô phụ Hiếu ha. Dạ. Yeah. Rồi. Hiếu thấy cái món này rất đơn giản, dễ làm. Vấn đề là mình lựa chọn nguyên liệu đầu vào thật ngon là mình có thể chế biến được, đúng không con? Hiếu xin phép thử miếng chút xíu được không con? Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà Hiếu biết không, dạ. Làm thì món chiên xào thì hấp dẫn, nhưng mà cái hậu của chiên xào thì rất cực. Bởi vì dầu mỡ thì nó bắn lung.